Alo, xin chào cả nhà, mình là YouTube người Cà Mau đây. Xin kính chúc cả nhà mình được Phật mạnh khỏe, ăn bình nha, dạ, sự như ý nha. Bây giờ mình đi quay cái hội chợ của Cà Mau lần thứ nhất, cả nhà tham quan chiêm ngưỡng nha. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ này. À, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Đây có mũi Cà Mau đây, đây dời mũi Cà Mau lên rồi nè, đó mũi Cà Mau đó. Đây mình như lạc cười với mình tươi như gì đây, chiều nay là một chuyến số đây à. Đồ gỗ thì mênh mang luôn, đồ gỗ là bạc ngàn mênh mang bác khác. Đồ gỗ đó, ai mà xuống đây sắm đồ gỗ là đã luôn. Giang đồ gỗ thì những sản phẩm tinh tế. Đồ gỗ kinh luôn, đồ gỗ nhiều dữ lắm. Gỗ nè, đồ gỗ nè, hơn ngàn mét vuông đồ gỗ đấy. Đồ gỗ có ăn chứ là đồ gỗ mới mang chưa. Gỗ nghĩ dặn chưa, quên mang đồ gỗ. Yeah.
lần đầu tiên gửi cho mọi bé các bạn để hồi một năm mất đi chung bày các sản phẩm dễ nghi ngờ tất cả nghi ngờ và mời gia đình nghe thử nghe và để cho ra do tôi với chương trình ưu đãi thì phải cập đi ngày 15% giá sản phẩm này trình bày tại gian hàng như xe lăn cần hộ sáu phẩm xe mười hai giá chỉ 6 triệu sản phẩm là 1 bộ chủ thể 6 triệu rưỡi tự nhiên giá thực sản 5 triệu 900 ngàn một cái và hai ngàn sản phẩm khác đang hiện tại lần đầu tiên gỗ Gia Lai đã có mặt với hơn 1.000 mét vuông trưng bày các sản phẩm gỗ nguyên tấm, bản nguyên tấm và nội thất gia đình như tủ giường, bàn ghế, salon, đồ thờ cúng với chương trình ưu đãi khuyến mãi đặc biệt ngày 25% giá các sản phẩm đang trưng bày tại gian hàng như salon gỗ tự nhiên 6 tấm kê 12 giá chỉ 6.900 đồng một bộ, tủ thờ 6 triệu gỗ tự nhiên giá chỉ còn 5.900 đồng một cái và hàng ngàn sản phẩm khác đang trưng bày. Đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. CPAC. Cô cười. Này là gian hàng hỗ trợ của huyện Nam Căn. Này là của huyện Ngọc Hiển. Đây ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất. Bá lửa con đó là nguyên gian hàng này dài dài dưới là ăn uống không đó, 69 món cua là nằm gọn đây là bước bắt đầu vô cổng này vô cửa nè còn là gian hàng bàn là để ăn không đó, mua sắm bên đây quần áo nè giữ trời luôn. Đây là những năm căn ô cốt có quyền học hiểm cua mũ đồng hồng cú tăng đương làm chưa xong là những thời đây xà đen đâu đây gian hàng hội chợ cấp ngày hội cua lần thứ nhất 2022 huyện Trần Văn Thời. Đây là huyện Thái Bình. Đây là thành phố Cà Mau. Ô cốt của thành phố Cà Mau. Đây là Đầm Dơi. Mô hình hỗ trợ từ cua đây trưng bày trời lắm cả nhà ơi, đi mỏi chân luôn, đi là mỏi chân ăn thua.
cái trời đó. Đây là mỏi chân luôn. Cả nhà.
bành bành không, nguyên tấm nguyên tấm nghỉ trời luôn, bộ bàn ghế bàn dán nguyên miếng không, nó dày cỡ đó, dày nghỉ dằn. Quá chừng luôn, 1000 mét vuông đồ gỗ cả nhà. Rồi cả nhà ơi, chiều nay 7 giờ là bắt đầu mở hội chợ, là quay trực tiếp lên đài VTV rồi, vui dữ lắm, nên cả nhà xúm nhau chiều nay là tranh thủ vô đi, mời Noel mời thứ bảy được nghỉ nữa, mình ra đi hội chợ cho vui nghe cả nhà. Rồi xin chào cả nhà, chúc cả nhà được vạn sự như ý. Rồi, xin chào, xin chào.